thực sự cái giải thưởng lại không quan trọng bằng cái mình vượt lên chính mình cảm thấy là mình có thể đẹp hơn từng ngày. Hy vọng là một vài năm nữa em có khi lấy chồng và em sẽ có những cái kỷ niệm thật lớn hơn khi tham gia đội trưởng sắp xếp của Việt Nam. Chúc mừng bạn, bạn đã có 6 chồng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.